Xin chào quý hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý hàng một căn mini phố được thiết kế có thang máy nằm trên trục đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế cũng như đúc kiên cố một trệt một lửng và bốn lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng tây bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh tây tứ trạch. Và căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông rất là thuận tiện để quý khách hàng có thể vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Một con đường ở phía trước căn nhà mình kết nối giữa đường trục chính, đường Quang Trung sang đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và mình có con đường ở phía trước căn nhà, một con đường xe hơi, xe tải có thể di chuyển vào căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Cũng như chỉ với giá hơn 8 tỷ là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp được thiết kế có thang máy và được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu quý hàng. Thì căn nhà mình được thiết kế bên ngoài thì mình có những cái mảng lan can được làm bằng nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp. Và phía bên ngoài thì mình cũng được đắp những cái mảng chỉ nổi trang trí để tạo cái điểm nhấn cho cái mặt tiền căn nhà mình. Và mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu đến khách hàng về một căn nhà được thiết kế có thang máy và đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 15m và được xây dựng là 14m cũng như xây full gần hết đất. Thì căn nhà mình được thiết kế phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa rất là kiên cố và rất là chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ đến với khu vực gara xe hơi của căn nhà. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80 hai bên tường. Thì được ốp gạch đá cao gần lên đến kín tường. Và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Và khu vực ở dưới tầng trệt này thì anh chị nhà thiết kế để gia đình mình có xe hơi mình để vào bên trong căn nhà, cho nên được đổ một lớp bê tông rất là dày. Thế khi mình có xe hơi mình bỏ vào bên trong mình sẽ không sợ bị lún. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế có thang máy và được anh chị chủ nhà thiết kế để xây ở. Và bây giờ anh chị không còn nhu cầu ở nữa cho nên muốn nhượng lại cho cái chàng. Thì cái chàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà cho chính chủ xây và được thiết kế có thang máy. Thì đây được xem như là một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và nội thất rất là cao cấp. Cho nên là quý hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà có thang máy và nằm trên một con đường thông vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem một căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, thông từ trục đường Quang Trung sang trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15, phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và thông vào khu vực phường 12 quận Gò Vấp. Thì ngoài khu vực gara để xe hơi ở dưới tầng trệt này thì mình cũng có thể làm phòng khách ở dưới tầng trệt nếu như gia đình mình không có nhu cầu mình bỏ xe hơi. Và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực cầu thang bộ căn nhà. Thì dưới chân cầu thang bộ thì mình sẽ có một cái hòn nam bộ khô ở dưới khu vực ở dưới tầng trệt. Và đây là khu vực không gian cầu thang bộ căn nhà. Kế tiếp là mình sẽ có thêm một cái cầu thang máy. Và cầu thang máy này có trọng tải lên đến 450 kg để di chuyển lên các lầu. Thì rất là thuận tiện để quý nhà có thể mua để ở mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng bếp. Thì mình sẽ có một bộ bàn ăn
6 ghế và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe, à gỗ đỏ. Và nội thất được nhập khẩu rất là cao cấp. Thì không gian phòng bếp mình sẽ có máy hút khử mùi, cũng như kệ để chén bát, cũng như máy đông đếm gạo. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và chỉ với giá 8 tỷ 750 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Nội thất bên trong căn nhà toàn làm bằng gỗ đỏ, với một căn nhà do chính chủ xây ở rất là kiên cố và rất là chắc chắn, cũng như một cái vị trí đất được anh chị chủ nhà chọn lọc rất là kỹ càng. Và bây giờ do anh chị có nhu cầu chuyển công tác cho nên là muốn để lại căn nhà này cho khách hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu một căn nhà vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, thì khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem một căn nhà được thiết kế có thang máy và có tới 5 phòng ngủ chính, và đã được anh chị full nội thất 4 phòng. Và phía bên trên sân thượng thì mình đang có phòng thờ, phòng giặt, cũng như sân thượng ở phía trước của căn nhà. Và mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng khách tầng lửng căn nhà, thì mình sẽ có một bộ cửa tự động ở phía bên ngoài. Và bên trong thì sàn nhà mình được lót gỗ, và mình sẽ có kệ để tivi, tủ rượu, và có một bộ bàn ghế sofa ở bên trong không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà. Và mỗi phòng ngủ cũng như phòng khách căn nhà mình thì cũng đã được gắn sẵn một cái máy lạnh tặng kèm. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại hết cho khách hàng. Căn nhà này thì được xây dựng mới hoàn toàn và đã có sổ hoàn công đầy đủ cũng như bản vẽ thiết kế thi công. Cho nên là khi khách hàng mua căn nhà này thì khách hàng rất là an tâm. Cũng như bây giờ mình sẽ di chuyển vào không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, thì toàn bộ phòng ngủ bên trong căn nhà mình được sàn nhà được lót gỗ, và cửa thì được làm bằng gỗ đỏ rất là đẹp. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại hết cho khách hàng. Và chỉ với giá hơn 8 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trên một con đường thông thuộc đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường kết nối giữa đường Quang Trung sang trục đường Phạm Văn Bạch cũng như chợ Phạm Văn Bạch, rất là thuận tiện để khách hàng mua để ở hoặc là mua cho thuê và kinh doanh buôn bán. Một con đường kết nối qua các quận lân cận như quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và từ vị trí căn nhà mình thì căn nhà mình nằm sát với lại sân bay ở Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, và mình chỉ di chuyển về sân bay thì chỉ khoảng 5-10 phút thôi, và nếu như mình về ở trung tâm thành phố thì chỉ khoảng 15 đến 20 phút thôi, rất là thuận tiện. Và căn nhà mình thì được thiết kế là giếng trời, nằm ngay khu vực cầu thang máy của căn nhà, thì khoảng không gian giếng trời sẽ lấy gió và ánh sáng vào không gian phòng ngủ của căn nhà, cũng như vào khu vực hành lang cầu thang của căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 căn nhà, thì mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ, 5-6 phòng ngủ giống nhau, cho nên là mình sẽ chiếu sơ qua để cho khách hàng cùng tham quan.
về một căn nhà đang có diện tích là ngang 4 mét và chiều sâu căn nhà lên đến 15 mét, và mình chỉ được xây dựng 14 mét, xây phun đất, và mình trừ lộ giới ở phía trước căn nhà mình 1 mét. Cho nên là không gian phòng ngủ căn nhà mình cũng như là khá là rộng, và toàn bộ bên trong không gian phòng ngủ thì đã được anh chị chủ nhà đóng sẵn nội thất tặng kèm, và anh chị để lại một phòng trống để gia đình mình có nhu cầu muốn, hoặc là gia đình mình đang có nội thất tại nhà thì mình có thể mang vào ở bên trong không gian phòng ngủ căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ số 5 của căn nhà, và toàn bộ cửa bên trong căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất là bền và rất là đẹp, cũng như hệ thống camera thì được lắp từ dưới trệt lên đến sân thượng để quản lý rất là thuận tiện. Và đây là khu vực phía trước, mình sẽ có một khoảng không gian phòng thờ bên trong và một cái sân thượng ở phía ngoài, cũng đã được anh chị trồng rất là nhiều cây xanh. Với toàn bộ lan can bên trong căn nhà mình thì được làm bằng nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm một cái cầu thang bộ được làm bằng sắt để di chuyển lên khu vực phía bên trên sân thượng. Ở khu vực phía bên trên này thì anh chị thiết kế cho mình để gia đình mình có nhu cầu mình muốn làm phòng tập, hoặc là làm sân chơi cũng như sân phơi, hoặc là mình làm kho thì rất là thuận tiện. Bên trên này thì anh chị cũng có để sẵn cho gia đình mình, để gia đình mình có nhu cầu muốn làm phòng giặt hoặc là sân phơi cũng như làm kho, và hệ thống máy hệ thống thang máy thì được đưa lên phía bên trên sân thượng, cũng được che chắn rất là kỹ càng này. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà hàng trong những video tiếp theo.